làm người không quá khó, làm được điều này là tốt rồi. Buổi sáng tôi rửa mặt xong, dùng xong bữa sáng. Ngồi trước màn hình laptop định viết bài cho hôm nay. Bạn ép gửi 5,6 đoạn tin nhắn tới tấp cho tôi than vãn cô ấy bị đối xử không công bằng. Đối với kiểu tin nhắn như này, tôi nghe mãi cũng thành quen. Gần như là mỗi ngày ép đều bị những người khác đối xử không công bằng. Ví dụ cô ấy thường phải giúp cấp trên những việc ngoài chức trách công việc như là thay cấp trên đưa đón con hộ họ. Cuối tuần đi mua hộ đồ dùng sinh hoạt cho sếp. Cô ấy cho rằng mình làm những việc ngoài chức trách như vậy thì cấp trên át hẳn sẽ lưu ý đến mình. Nhưng cho tới cuối năm, tăng lương thăng cấp lại không có cái nào dành cho cô ấy. Cô ấy rất ấm ức nghĩ rằng những việc đồng nghiệp khác làm không bao giờ nhiều như cô ấy. Đối đãi với cấp trên cũng không trung thành chu đáo như cô ấy vì sao mà gọi việc thì giao cho cô ấy còn tăng lương tiên chức thì lại không có phần cho mình trong bộ phận ép vẫn luôn đối xử nhiệt tình với mọi người lấy nguyên tắc thiện trí giúp người vậy mà không ngờ rằng đồng nghiệp sau lưng nhỏ to về cô ấy nói tới mức cô ấy chịu không nổi mà những đồng nghiệp khác lạnh nhạt thì sau lưng chẳng ai nói xấu gì bọn họ có phải quá đáng rồi không trong cuộc sống cô ấy cũng là người thường chịu phần thiệt thòi hơn mẹ chồng có hai người con trai chồng ép là con trai thứ bình thường thì mẹ chồng sẽ thích con trai thứ hai hơn nhưng tới nhà ép thì hoàn toàn ngược lại trong mắt mẹ chồng cứ như chỉ con trai cả mới là con ruột vậy con trai thứ hai chẳng kém nhặt về là bao ép nhẫn nhịn hiền thục sống tích cực nhưng chị dâu cứ như là người đợi người khác bưng cơm rót nước cho mình vậy vậy mà mẹ chồng mở miệng lại khen con dâu cả không hết lời còn nói về ép thì đủ loại khó ưa hôm nay ép tâm sự với tôi chuyện như thế này F không phải là người bản địa, bình thường ở ký túc xá của công ty. Phòng ký túc công ty có loại 6 người phòng, loại 4 người, 2 người phòng và phòng đơn. Thể theo cấp bậc, F được ở phòng đôi, ở cùng với một cô gái ở bộ phận khác. Cô gái này chưa kết hôn, nhỏ hơn F 4 tuổi. F tự thấy mình là chị, bình thường cũng chăm sóc để ý đến em gái kia. Có đồ gì ăn cũng làm thêm cho em cùng phòng một phần, cô ấy biết rằng các cô gái bây giờ đều không để ý chăm sóc bản thân. Nên bình thường ép cũng ôm đồm hết việc dọn dẹp phòng ốc. Thậm chí là ra ngoài ăn uống cũng đóng gói đồ ăn mang về cho em gái cùng phòng một ít. Nhưng điều khiến cô ấy đau lòng chính bởi cô ấy chăm sóc đối phương như vậy nhưng đối phương từ đầu đến cuối một câu cảm ơn cũng không có. Mỗi lần cô gái ấy mua gì cũng không chia sẻ cùng ép. Có một lần, ép bị mệt, không muốn nấu cơm, em gái liền ra ngoài mua cơm đóng hộp bên ngoài về. Ép cho là bình thường mình cũng mang đồ ăn về cho em ấy nên em ấy cũng mua cho Ép một phần. Nhưng điều khiến cô ấy lạnh lòng chính là em ấy chỉ mua mỗi phần cơm cho cô ấy mà thôi, không hỏi Ép một tiếng đã ăn cơm hay chưa. Sau đó Ép đành nấu mì ăn liền giải quyết bữa ăn muộn. Dù tức thì có tức thật, nhưng Ép nghĩ rằng hai người ở cùng một chỗ, thường xuyên gặp mặt bày tỏ vạch rõ thái độ rồi thì sao làm sao ở chung một chỗ được thế là ép vẫn tiếp tục đóng vai một người chị cả nhưng cho đến hôm nay thật sự ức chế quá rồi sáng nay cô ấy dậy không bao lâu có người bà con nhân lúc cô ấy chưa đi làm thì qua chơi gửi ép ít đồ ép sợ người ta đợi lâu nên chỉ xỏ vội đôi dép rồi chạy đi còn không mang theo chìa khóa cô ấy nói với em khủng phòng chị xuống đây lấy ít đồ em đừng khóa cửa nhé sau đó Cô ấy chạy xuống lấy đồ, cảm ơn người ta rồi quay về ký túc. Phát hiện cửa đã bị khóa rồi, em ấy đã đi rồi. Mà ép vẫn còn đang đi dép lê, chưa thay quần áo. Chỉ đành mang đầu bù tóc rối tới phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Bận rộn chạy qua, chạy lại suýt thì muộn giờ. Ép không những bị trừ tiền mà còn bị cấp trên mắng vài câu. Ép tức tối nói với tôi, trên đời này làm gì có người như vậy chứ? Tôi đã bảo cô ấy đừng có khóa cửa, tớ không mang chìa khóa. Cô ấy còn cách tớ không tới 2 mét làm gì có chuyện không nghe thấy chứ. Bình thường tớ đối xử với cô ấy quá tốt rồi. Vậy mà cô ấy đối xử như thế với tớ. Tớ tức chết mất thôi, cậu nói xem tớ nên làm như thế nào. Lúc ép bắt đầu kể cho tôi những chuyện như thế này, ban đầu tôi rất đồng cảm với cô ấy. Cũng từng đưa cho cô ấy không ít góp ý, nhưng mà khi nghe nhiều rồi. Sự đồng cảm của tôi với ép cũng dần dần hao mòn mỗi lần như vậy cô ấy đều hỏi tôi nên làm như thế nào nhưng cũng là từng ấy lần cô ấy nghe vậy mà không thay đổi vẫn tiếp tục sống như trước khi cô ấy lại lần nữa hỏi tôi nên xử lý chuyện này như thế nào tôi không nhịn được hỏi cô ấy nếu như cậu cảm thấy em ấy đối xử với cậu không tốt tại sao cậu không đối xử với em ấy như thế vì sao cậu cứ phải khăng khăng đối xử tốt với người không tốt với mình sau đó lại vì người ta mà tự dứt bực vào mình chứ ép sững người một lúc hỏi tôi nếu như tôi gặp trường hợp như thế này sẽ làm như thế nào tôi trịnh trọng nói với cô ấy đầu tiên phải nói là tớ sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề như thế này việc này là do tính cách gây nên nguyên tắc đối xử với người của tớ rất đơn giản anh tốt với tôi tôi cũng sẽ cố gắng đối tốt với anh người không tốt với tôi cách càng xa càng tốt thế giới này có biết bao nhiêu người hoàn toàn sẽ có người thích tớ muốn kết bạn với tớ vì sao tớ lại phải vướng mình với những người không tốt với tớ chứ ép hỏi tôi thực sự như thế được à có nhiều người không thể nói rất là đứt được ví như người thân họ hàng chẳng hạn tôi nói làm sao mà không được không thoát được thì làm sao nếu như đối phương không bởi vì có tình nghĩa mà đối tốt với tớ thì tớ vì sao phải để ý đến việc phải tình cảm với họ có nhiều bạn đọc gửi tin nhắn chờ cho tôi hỏi chị vãn tình chị thật biết nhìn ra trông rộng có thể đem tất cả các mối quan hệ xử lý thấu đáo triệt để có thể nhìn thấu cuộc sống em thật ngưỡng mộ chị mọi người khen tôi nhìn ra trông rộng và nhìn thấu cuộc sống thực ra là coi trọng tôi rồi trên thực tế trong mối quan hệ giữa người với người tôi không có dành nhiều thời gian tâm ý và tinh lực như vậy tôi chỉ giữ vững một nguyên tắc này mà thôi người đối xử tốt với mình mình sẽ càng đối tốt với họ người không tốt với mình mình sẽ tránh xa họ tuyệt đối không dành bất cứ thời gian sức lực gì mà phải vướng víu với họ khó khăn lắm mới tới cuộc đời này tuyệt đối không dây dưa vào những thứ vô vị rồi tự mình chúc phiền thường có nhiều cô gái tâm sự chàng giang đại hài với tôi như là em đối xử tốt với bạn ấy như vậy nhưng bạn ấy đối xử với em này kia không tốt mỗi lần như thế tôi lại thấy bất lực vô cùng mỗi lần vậy tôi đều có ý muốn hỏi ngược lại nếu như bạn ấy đối xử với em không tốt thế vì sao em phải đối xử tốt với bạn ấy đây là em suy nghĩ thế nào vậy chúng ta không có thẩm quyền lẫn năng lực ép buộc người khác phải đối xử với chúng ta như chúng ta đối xử với họ nhưng điều chúng ta có thể làm là khi tôi cảm thấy sự hy sinh của mình không đáng với họ tôi có thể ngừng hy sinh vì họ chứ không tức giận bất bình khổng tử đã từng nói lấy đức báo oán thế lấy gì báo đức vì vậy nên đối với mỗi người khác nhau chúng ta nên có cách đối xử khác nhau một người không biết cách đối xử khác nhau với từng người thực ra lại là đối tượng không thích hợp để kết bạn nếu như bạn tinh tế quan sát một chút bạn sẽ phát hiện có một hiện tượng xảy ra xung quanh như thế này có người gắng hết sức hy sinh cho người đối xử tệ với mình còn người đối tốt với mình thì lại ngó lơ không để ý tới hoặc tổn thương người ta chuyện này thì trong chuyện tình cảm có thể thấy rõ rệt nhất với người mình yêu thì hy sinh vô độ đau đớn tột cùng vẫn thích lao vào còn người yêu mình thì đối xử ngang ngạnh vô lối bởi vì con người dù ít hay nhiều đều có tật xấu khó sửa như này toàn dành thời gian để lấy lòng những người chẳng để ý đến bạn lấy lòng những người không biết cảm ơn còn với những người âm thầm hy sinh cho bạn thì bạn lại lạnh nhạt tàn nhẫn với họ bởi vì trong lòng bạn biết họ đối xử tốt với bạn cho nên bạn mới không kiêng nề gì cả nhưng mà những người có suy nghĩ như này đều là những người không trưởng thành khi suy nghĩ và tâm thái họ dần dần chín chắn họ sẽ từ từ khắc phục tính xấu kia vì vậy trong mối quan hệ giữa người với người tôi chỉ có góp ý như thế này hãy đem lòng tốt của bạn cho những người quan tâm tới bạn tránh xa những người cho dù bạn có làm gì cũng làm ngơ bạn nếu như bạn kiên trì giữ vững quan điểm này bạn sẽ phát hiện cuộc sống này vô cùng đơn giản đẹp đẽ cơ bản không cần dây dưa vào những người không biết trân trọng bạn ai tệ bạc với bạn họ đều quá đáng hãy biết rằng không ai có thể quá đáng với bạn tới lần thứ hai trừ khi bạn cho phép cha nam một thực sự đàn ông tồi cha nam không khó để phân biệt đặc trưng của cha nam chính là điển hình của việc liên tục đòi hỏi một người đàn ông nếu như thế bạn luôn phải hy sinh mà anh ta không thương tiếc bạn ngược lại còn dương dương đắc chí vậy thì nhân phẩm của anh ta tốt ở điểm nào một người đàn ông nếu như không tận lòng nghĩ cho bạn mọi điều mà lại trông mong bạn không muốn thứ gì thì anh ta có mấy phần thật lòng với bạn đây một người đàn ông yên tâm thoải mái hưởng thụ những điều tốt đẹp bạn cho anh ta mà không có bất kỳ lo lắng nào thì mặt mũi của anh ta để ở đâu vậy khi người phụ nữ suy nghĩ lý trí về vấn đề này thì thực ra đàn ông tồi tệ chẳng lọt nổi vào mắt họ rồi bởi vì đàn ông tồi thường rất thông minh muốn bỏ ít công sức lại được nhiều lợi ích nếu như bạn thông suốt được điểm này thì bọn họ sẽ không tìm tới bạn đâu. 2. Trên đời này chuyện tổn thương nhất không phải là từ chối lạnh lùng. Cũng không phải là tồi tệ từ đầu chí cuối mà là ba phải lấp lửng. Do dự thiếu quyết đoán ép cuộc đời người khác phát điên. 3. Trong cuộc sống hôn nhân, kẻ thù lớn nhất chính là khoảng cách về địa lý. Khi tâm trạng bạn xuống dốc, bạn cần một vòng tay ôm chứ không phải một cuộc điện thoại an ủi. Khi bạn bị bệnh, bạn muốn có người đưa nước, đưa thuốc chăm sóc mình chứ không phải là lời căn dặn vô nghĩa. Khi bạn cảm thấy lạnh lẽo, cô độc, thứ bạn cần là không khí ấm áp của ngôi nhà chứ không phải căn phòng với bốn bức tường trống không. Không hiểu được điều này, đàn ông sẽ không trân trọng bạn. Hai ngày trước, tôi tham dự một hôn lễ rất đặc biệt. Khi tôi vừa xuống xe, hai người đứng trước khách sạn đón khách. Tôi tôi mỉm cười chào họ, họ lại tránh ánh mắt tôi. Tôi thì cười, đưa họ phong bao lì xì chúc tân hôn vui vẻ. Chú rể thấy phong bao lì xì của tôi, cảm giác như bị phỏng tay. Liên tục nói không cần, không cần, tới là tốt rồi. Cô dâu thì cười tôi nói, anh ấy sợ chị đấy. Nói là có đọc qua bài viết của chị, không dám đối mặt với chị. Cảm giác như bị phơi bầy hết cả. Con bảo là khả năng đọc vị người khác của chị quá là cao siêu. Tôi vui vẻ đáp câu này có vấn đề rồi nhé. Thường thì cha nam mới sợ tôi thôi, còn đàn ông tốt không rẻ chừng tôi đâu. Lý do bởi vì tôi rất ghét đàn ông tồi tệ, còn với đàn ông chân chính tôi rất hòa nhã mà. Chú rể lập tức tỏ lập trường, em xin thề. Nhất định về sau em sẽ là một người đàn ông tốt. Tôi lại đưa thêm phong bao lì xì khác nói. Chị thực sự muốn chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Hơn nữa đây là lần cuối chị tặng phong bao đó nha, lần sau thì không có nữa đâu chú rể ngại ngùng nói em đảm bảo chắc chắn sẽ không có lần sau nữa cô dâu trong lúc không ai chú ý liền bước theo tôi hỏi chị vãn tình chị có phải xem thường em hay không tôi lắc đầu đáp thật lòng không đâu trong tình yêu đâu chỉ có chia tay là sự lựa chọn duy nhất ai rồi cũng sẽ thay đổi có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu đi chỉ cần bản thân thấy tốt và đảm đương được hậu quả về sau thì chị vẫn lựa chọn được hạnh phúc em không cần phải lo lắng người khác đánh giá như thế nào đâu chỉ cần bản thân em thấy tốt là được cô dâu chân thành đáp cảm ơn chị với em mà nói lời chúc phúc của chị rất quan trọng nó khiến cho em có đủ dũng khí đủ sức mạnh để đối mặt với cuộc sống sau này thấy cô ấy trở lại cửa đón khách trong lòng tôi bồi hồi dậy lên dòng suy nghĩ hãy gọi cô ấy là chịu chịu nhé tôi nói đám cưới này đặc biệt không những bởi vì đây là lần thứ hai cô ấy kết hôn mà còn vì chú rể đều cùng là một người, cũng là chồng trước kia của cô ấy. Câu chuyện của Triệu Triệu rất điển hình, hy vọng có thể giúp ích gì đó cho các bạn. Triệu Triệu và chồng đều là đồng nghiệp, hai người tiếp xúc qua lại nên phải lòng nhau. Hơn nữa độ tuổi, các điều kiện khác cũng xứng đôi. Hai người yêu đương cũng thuận lợi. Một năm sau, dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người họ bước vào cuộc sống hôn nhân. Sau khi kết hôn, hai người cùng góp sức mua nhà. Có những kỳ vọng mới cũng có những áp lực mới, bởi vì muốn kiếm thêm tiền, vợ chồng thương lượng xong, người chồng sẽ đến thành phố khác làm quản lý, lương cao hơn 50%. Anh chồng nghĩ hai người còn trẻ nên nỗ lực kiếm thêm tiền để cho cuộc sống sau này có nền tảng cơ bản, cũng như chuẩn bị có con sau này. Có cùng mục tiêu với chồng, Triệu Triệu cũng ra sức làm việc. Tài khoản tiết kiệm của hai vợ chồng cũng ngày một tăng cao, nhưng điều khiến Triệu Triệu có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được là trong một năm anh chồng mình qua thành phố khác làm việc. Anh ta đã ngoại tình, hơn nữa còn bị triệu triệu phát hiện. Triệu triệu đau khổ không nói nên lời, không dám tin đây là sự thực. Anh chồng hốt hoảng, phi về trong đêm nhận tội cầu xin tha thứ. Kể rằng trong một năm bên ngoài làm việc, không có bạn bè. Vợ cũng không ở cạnh bên, áp lực công việc rất lớn. Tới người nói chuyện cùng cũng không có, cô đơn tới mức cỏ dại cũng mọc hoa, vì vậy. Triệu triệu đau lòng đáp, ngoại tình chính là ngoại tình, anh còn dám nói mình khổ tâm sao? Theo như anh nói, em cũng có lý do để ngoại tình giống anh à? Triệu triệu rất trân trọng cuộc sống hôn nhân này. Nhưng thực sự cô ấy không thể tiếp nhận được chuyện này. Cho dù người đàn ông này có xin lỗi như thế nào, có nhận sai ra sao, triệu triệu lúc đó. Một lòng chỉ muốn rời sang người đàn ông đã gây tổn thương cho mình, không do dự, không chùn bước. Nhưng triệu triệu sau khi kết hôn cũng chẳng được vui vẻ gì. Nghĩ đến ngày tháng trước đây của hai người, cả người như bị mất hồn. Sau khi ly hôn, anh ta vẫn theo cô ấy xin lỗi nhận sai. Hy vọng cô ấy cho anh ta một cơ hội, xin cô tha thứ cho anh. Thời gian đó, triệu triệu thường nhắn tin WeChat chat cho tôi, chị vãn tình. Nên hay không nên tha thứ cho người đàn ông đã ngoại tình. Khi cô ấy hỏi câu này, trong lòng tôi biết cô ấy đã dao động rồi. Tôi hỏi cô ấy có phải cô ấy muốn tha thứ cho anh ta hay không? Triệu triệu bối rối nói, em thừa nhận, em vẫn còn tình cảm với anh ta. Nhưng lỗi lầm anh ta gây ra, em không thể nào nhắm mắt cho qua được. Qua một lúc, cô ấy lại hỏi tôi, một người phụ nữ, chồng cô ấy phản bội lại cô ấy. Mà cô ấy vẫn tha thứ cho anh ta có phải không có khí phách hay không? Có phải sẽ bị người đời xem thường hay không? Tôi nghĩ một lúc rồi đáp, người ta nhìn nhận như thế nào, thực ra không quan trọng. Điều quan trọng là em nghĩ như thế nào, dù gì thì đấy cũng là cuộc sống của em. Ấm hay lạnh chỉ có mình em cảm nhận được rõ nhất. Lại qua một khoảng thời gian, Triệu Triệu nhắn cho tôi nói chồng cũ của em cứ liên tục cầu xin em tha thứ. Qua khoảng thời gian bình tĩnh này hình như em cũng không còn hận anh ta nữa, nhưng trong lòng không thể buông xuống được chuyện này. Dạo gần đây em cứ nghĩ mãi nên hay không nên tha thứ cho anh ta, nghĩ sắp điên đầu rồi. Em ấy hỏi tôi nếu như là tôi tôi sẽ làm như thế nào tôi nói nếu như là chị nếu vẫn còn tình cảm với anh ta mà anh ta vẫn một mực muốn quay lại với chị chị sẽ cho cả hai một cơ hội nhưng chỉ là cho cơ hội thôi chứ không phải lập tức tha thứ cho anh ta chị có thể đặt thử một mốc thời gian nếu như đối phương thật lòng thật dạ chân thành thì tái hợp lại cũng không có gì là không được cả lúc đó triệu triệu dường như tìm được sự ủng hộ to lớn từ tôi liền nói em tưởng chị tuyệt đối sẽ không tha thứ cơ thường có nhiều cô gái hỏi tôi đàn ông ngoại tình có nên tha thứ hay không thực ra thế giới này rất phức tạp tính cách con người cũng phức tạp làm gì có đáp án nào cố định được tôi không tha thứ không có nghĩa là tôi không thể tha thứ mỗi người một hoàn cảnh khác nhau đương nhiên lựa chọn cũng không giống nhau không cần phải theo đám đông cũng không cần có nhiều người ủng hộ lựa chọn của bạn cốt yếu là bạn cảm thấy như thế nào nhưng mà tôi không tán thành việc lập tức tha thứ cho anh ta các cô gái nghĩ rằng dường như sự lựa chọn đều có tính cố định một là vĩnh viễn không bao giờ tha thứ hai là lập tức tha thứ thực ra nếu như bạn có thật lòng muốn tha thứ tại sao không để hai người thêm một khoảng thời gian một là để xem đối phương có chân thành hay không hai là cho bản thân thêm thời gian để đối diện với suy nghĩ trong lòng mình có nhiều cô gái thường xuyên để lại tin nhắn hỏi anh ta phạm một lỗi rất trầm trọng. Ngoại tình giam ba bảy lượt, tại sao anh ta không trân trọng bạn? Mỗi lần bị làm phiền bởi những câu thắc mắc như này, các cô gái đều mang suy nghĩ viển vông tha thứ cho đối phương mà quên mất rằng. Thứ nhất, anh ta có cần bạn tha thứ hay không? Nếu như không cần bạn tha thứ, thì chỉ có mình bạn giữ mãi không buông mà thôi. Anh ta việc gì phải trân trọng sự tha thứ của bạn, bởi vì anh ta thực sự không cần. Thứ hai, bạn gấp gáp tha thứ như vậy, không để cho anh ta thời gian để sửa sai và kiểm điểm bản thân thì anh ta sợ gì mà không làm như vậy nữa không cần phải trả giá cho việc mình làm bài còn muốn người ta phải trân trọng cơ hội bạn cho bạn rớt cuộc ngây thơ bao lâu rồi thế nên không phải là không tha thứ được thì ít nhất cũng không nên tha thứ nhanh như vậy tôi thật sự không biết các bạn cần gì phải gấp như vậy sợ là nếu mình không tha thứ nhanh anh ta sẽ đi mất vậy tôi chỉ có thể nói Tha thứ càng gấp, họ sẽ rời bạn càng nhanh. Có rất nhiều cô gái quá để ý sự được mất, cảm thấy mất đi còn đau lòng hơn đạt được. Tôi đại khái có thể hiểu suy nghĩ của các cô ấy, dù cho đối phương có làm chuyện có lỗi với mình, họ vẫn sợ mất đi. Trên phương diện kinh tế lẫn tình cảm, họ không thể rời xa đối phương. Có thể họ vẫn cứng miệng nhưng trong lòng đã tha thứ cho họ rồi. Thậm chí còn cảm thấy nếu không ngay lập tức tha thứ cho họ đợi họ nổi giận rồi thì bản thân sẽ mất đi họ thật ra không cần thiết phải nghĩ như vậy nếu một người đàn ông không thật lòng muốn chung sống với bạn dù cho bây giờ bạn có lập tức tha thứ cho anh ta thì tương lai không xa cũng mất đi anh ta mà thôi tôi chỉ muốn nói với bạn điều này người đàn ông chân thành xin sự tha thứ của bạn muốn tương lai đối đãi với bạn thật tốt sẽ không vì bạn nhất thời không tha thứ cho anh ta mà phủi tay bỏ đi anh sẽ cho nghĩ rằng bạn là người phụ nữ lý trí bình tĩnh cuộc sống về sau sẽ càng tôn trọng bạn không dám xem thường bạn vậy nên khi trong thâm tâm bạn cân nhắc về việc tha thứ cho anh ta ít nhất bạn hãy xem qua vấn đề dưới đây một là nguyên nhân bạn tha thứ cho anh ta rốt cuộc vì kinh tế nên không thể rời xa anh ta hay là vẫn còn tình cảm với anh ta điều này sẽ giúp bạn về sau có thể xử lý mối quan hệ của hai người một cách đúng đắn cũng giúp bạn tinh tường nhận ra trạng thái hiện tại của bản thân hay là cho đối phương một khoảng thời gian xem thành ý của anh ta như thế nào cũng như để thấu rõ nội tâm của chính mình như vậy tương lai mới có thể thấy được biển rộng trời cao cách làm của triệu triệu lúc đó là nói với chồng cũ của mình rằng em cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình em không còn hận anh nữa nếu như tương lai có thể cùng nhau bước tiếp thì phải xem biểu hiện của anh và duyên phận của chúng mình rồi sau đó hai người yêu lại từ đầu hai năm cả hai đều trưởng thành lên không ít cũng dần dần buông bỏ quá khứ. Vậy nên mới có bài viết này cho bạn đọc, như tôi đã nói ở một bài viết trên thế giới này, chỉ có một người đàn ông đáng để bạn tha thứ, chính là người biết được mình đã làm bạn tổn thương ra sao. Về sau năm rộng tháng dài đối xử tốt với bạn hơn và vừa lúc bạn vẫn còn yêu anh ấy. Cuối cùng, xin hãy nhớ một điều, có thể lựa chọn tha thứ nhưng mà vĩnh viễn chỉ được tha thứ một lần. Thêm nữa không được tha thứ quá gấp. Không hiểu được điểm này, đàn ông sẽ không trân trọng bạn đâu. Dùng phương thức này có thể giải quyết vấn đề trong đời sống tình cảm của bạn. Tháng 8 năm nay, một tuần trước khi ông xã nhà tôi bị trượt ngã trên núi. Thời tiết vô cùng oi bức nên ông xã đưa tôi lên núi tránh nóng. Khi chúng tôi xuất phát chưa được bao lâu, tôi liên tiếp nhận được từng đoạn tin nhắn âm thanh do lời gửi tới. Lời cũng là bạn bè trong giới kinh doanh phỉ thúy như tôi, nhưng gia nhập ngành muộn hơn tôi. Cô ấy bán hàng trên mạng, bởi vì mới mở không lâu nên cửa hàng thiếu khách nên làm ăn cũng khó khăn. Cô ấy nói hôm nay có một khách hàng cũng ở trong cùng thành phố muốn xem đồ. Cô ấy nói hay là tôi gửi đồ cho cô xem nhé. Nếu như cô không thích thì tôi trả lại tiền cho cô. Nhưng vị khách kia nói hàng toàn đồ đắt tiền quan trọng như vậy mà gửi tới gửi lui. Nếu như có gì hỏng hóc thì phải làm thế nào? L nói SF Express giao hàng uy tín, an toàn với lại được bảo hiểm nên không sao đâu. Nhưng đối phương khăng khăng cố chấp muốn cô ấy mang hàng tới tận nơi xem. Lờ cũng hiểu rõ, lý do là vì đối phương sợ cô ấy cũng tiền trốn mất. Lúc đó nhiệt độ ngoài trời lên tới 39 độ C, Lờ thực sự không muốn ra ngoài. Nhưng cũng không muốn mất đi khách hàng bởi vì với cô ấy mỗi đơn hàng đều không dễ dàng kiếm được. Đầu tranh một hồi, cô ấy đành bôi kem chống nắng ra ngoài chuyển qua hai ga tàu cuối cùng cũng tới nơi mà khách hàng hẹn gặp. Địa chỉ của khách rất xa, hơn một tiếng sau lờ mới tới nơi. Không để ý mồ hôi nhễ nhại, liền nhanh chóng mang hàng cho khách xem. Khách nhìn nhìn chúng hạt dây chuyền như ý giá 1.500 tệ, hy vọng lờ có thể giảm một chút. Lờ suy xét một chút rồi nói, vậy 1.400 tệ nhé. Khách hàng nói chẳng khác gì so với đồ cao cấp khác cả, 500 tệ bán không. L nói không thể bán với giá 500 tệ được. Khách hàng nói cô xem các cửa hàng đều giảm 70% mà, tôi thấy cũng sắp xỉ 500 thôi. L nói chị cũng biết tôi bán hàng trên mạng, lợi nhuận chẳng cao mấy. Tôi cũng chỉ kiếm được vài đồng lao động mà thôi. Các cửa hàng khác có thể giảm 70% là bởi gì giá niêm yết cao. Trước đây tôi cũng nói rõ với chị qua WeChat rồi. Thế là, khách hàng bắt đầu soi mói chơi bài hàng nói là màu không đủ trong, cao nhất 600 thì lấy. Cuối cùng, cuộc mua bán này cũng không thành công. Lờ đội nắng gắt về nhà, vừa bị khách trả hàng. Mà khách hàng kia vừa mua được mặt ngọc với giá đặc biệt 900 tệ. Mặt ngọc đó tôi biết, giá bên lờ là 800 tệ mà đối phương còn nói xanh không đủ, màu không trong. Lờ phơi nắng tới mức suýt bị cảm nắng nhẫn nại nói phỉ thúy màu vừa xanh vừa trong chắc chắn có. Nhưng giá cả chắc chắn không thể nào 900 tệ được. Nếu như chị muốn mua loại xanh đều và trong suốt chỉ có thể chọn loại cao cấp hơn thôi. Thế là đối phương đột nhiên tím mặt, hỏi lời có ý tứ gì cho rằng tôi không thể mua nổi hay sao. Liên tiếp gặp những chuyện phiền lòng như này, lờ không nhịn nữa liền phản kháng. Tôi không nói chị không mua nổi, nhưng tiền nào của nấy cả. Nếu chị muốn mua loại vừa xanh vừa trong không bông không hoa văn mà giá cả không cao thì chỉ có thể chọn pha lê xanh thôi l cảm thấy thật uất ức mới gửi tin nhắn cho tôi qua những đoạn tin nhắn âm thanh tôi có thể cảm thấy cô ấy có chút nghẹn ngào bởi vì cùng là người trong ngành tôi hiểu rất rõ những gì cô ấy đang chịu đựng bởi vì tôi cũng thường xuyên gặp những vị khách hàng cầm trên tay chiếc vòng tới trăm vạn nói màu sắc như này như kia ra sao nếu giá dưới một vạn tệ thì báo cô ấy một câu dù tôi không khuyên khách hàng đi mua pha lê xanh nhưng trong lòng thì hậm hực như vậy Đồ 100 vạn tệ mà muốn mua trên dưới một vạn thì làm gì có khả năng. Vì vậy, tôi cố gắng an ủi cô ấy, đừng phiền muộn. Lần sau có khách bảo em mang hàng đến thì đừng mang nữa, trực tiếp gửi qua cho người ta. Hoặc là nếu giá cả người ta muốn trả có chênh lệch lớn so với hàng của em thì cứ dứt khoát từ chối luôn. Lời nói, đúng vậy ạ, à. sau này em sẽ không bao giờ dầm mưa dãi nắng mang hàng cho người ta nữa, chị không biết đâu. Em suýt nữa bị thiêu đốt luôn trừ phí đi lại xe cộ cả một buổi chiều thì lợi nhuận chẳng được mấy. Cùng với lời nói thêm một chút thì tâm tình lờ cũng tốt hơn nhiều. Nói em không làm lỡ thời gian của chị nữa. Ông xã đột nhiên nói tôi nói chuyện với anh một chút. Tôi cười nói, sao thế anh? Anh cũng thấy khách của lời có chút quá đáng à? Anh ấy lắc đầu nói, không phải, những lời anh nói tiếp theo đây có thể em không thích nghe. Nhưng anh vẫn muốn nói với em nếu em muốn xây dựng sự nghiệp lớn thì nhất định phải nghe một chút tôi tỏ ý ra hiệu anh cứ nói đi anh ấy nói đầu tiên em phải nhớ câu này nhất định phải hiểu được khách hàng của mình bọn em là người trong ngành đương nhiên sẽ biết giá gốc nhưng phỉ thúy lại không giống các đồ trang sức khác không có mức giá chung khách hàng cũng không biết loại mặt hàng này đáng giá bao nhiêu tiền người trong ngành hiểu rõ pha màu như nào có bông hay không mặt trơn hay có hoa văn, khách hàng hiểu được có bao nhiêu người đâu. Khách hàng cũng chưa từng được hướng dẫn thì tự nhiên sẽ có phải khách hàng đưa ra yêu cầu không sát với thực tế bởi vì ai cũng muốn mua được món đồ ngon bổ rẻ mà. Tiếp theo, luôn luôn khắc ghi đạo lý lấy hòa làm quý. Bất kể khách hàng có làm khó, có vô lý mà em cảm thấy bản thân không có cách nào có thể nói tiếp được với khách. Có thể khéo léo tìm lý do dừng bán, nhưng đừng bật ra câu đi mà mua pha lê ấy vì thực ra có khách khiến em bực mình nhưng dù sao em cũng là người làm ăn thì sao mong chờ được tất cả khách hàng đều đoàn hoàng được em cứ coi đây như cơ hội mở đường rèn luyện bản thân đi thêm nữa đứng trên lập trường của khách hàng mà suy nghĩ thì có ai không muốn trở thành khách vip đâu nào ai mà không muốn mua hàng không cần nhìn giá chỉ chọn những vật phẩm cao cấp nhất làm người phụ nữ yêu nhã được mọi người tiếp đón như khách quý chứ nhưng thực sự có mấy người có được năng lực như vậy đa số mọi người đều không phải là sếp lớn. Trong tình huống họ không hiểu thì sẽ có những yêu cầu không đúng với thực tế, nhưng điều này có thể hiểu được. Và điều bọn em cần làm chính là để cho họ biết tình hình thực tế. Cố gắng phủ cập kiến thức thông tin cho họ. Ông xã tôi nói tiếp, đợt trước tham gia huấn luyện cùng với cấp dưới, anh thường xuyên nói chuyện với họ. Bảo họ nên coi khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn đúng. Phải nỗ lực hết sức đáp ứng nhu cầu của khách hàng những năm này anh luôn nghĩ thực ra coi khách hàng là thượng đế cũng chưa chắc đã là chuyện tốt quan hệ hai bên không bình đẳng thì lâu dần sẽ xuất hiện vấn đề nhân viên bán hàng bên mình dần tích bực vào người nên sẽ không hết lòng hết sức giới thiệu sản phẩm tốt cho khách hàng nữa mà khách hàng quen nghĩ mình là thượng đế dần dần trở nên vô lễ thô lỗi cho rằng tất cả các yêu cầu của mình đều phải được đáp ứng mà điều này chưa chắc là chuyện hay ho gì vì vậy em hãy coi khách hàng như bạn bè mà thực lòng đưa ra góp ý của mình cho họ em không cần thiết phải nói cho họ là em coi họ là bạn bè chỉ cần trong lòng em thật tâm coi họ như bạn mình dù cho cách màn hình họ cũng có thể cảm nhận sự chân thành của em nên nhớ những người có thể làm nên nghiệp lớn không bao giờ đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu giữ chặt ước định ban đầu tâm thái bình an vui vẻ phấn đấu sẽ đạt được nhiều thứ hơn tôi đem những lời ông xã chỉ dạy mình thành mục tiêu tu luyện của bản thân đồng thời tôi cũng hiểu sự tín nhiệm giữa người với người vô cùng quý báu khó có được không có nghĩa bạn coi họ như bạn bè thì đối phương cũng coi bạn như vậy nhưng ít nhất trong lòng bạn tràn đầy vui vẻ với lý do này cũng đủ khiến tôi muốn nỗ lực phát triển đổi một cách nhìn khác làm cho bản thân mình tốt mới là pháp bảo để chiến thắng trên thương trường trong cuộc sống trong chuyện tình cảm cũng như vậy từng có cô gái nói với tôi rằng tôi có thể đứng trên lập trường của đối phương mà suy xét vấn đề. Nhưng đối phương vẫn cứ lạnh nhạt thờ ơ như thế. Đúng như vậy, cuộc sống mà làm sao có chuyện bạn thay đổi rồi thì người ta nhất định cũng phải thay đổi. Nhưng ít nhất bạn cũng không học theo người ta mà trở nên xấu xí. Dù bạn không thay đổi được đối phương, nhưng bạn giữ vững được chủ tâm của mình. Để cho mình khoan dung chứ không phải để tích tụ oán khí. Đây chính là giá trị lớn nhất bạn nhận được khi cải thiện bản thân mình. Chúng ta thường rất dễ dàng phạm phải lỗi tư duy như này. Người ta không tốt như này như kia nên tôi mới thái độ với họ. Thực tế nên là dù cho họ có như thế nào thì tôi vẫn là tôi thôi. Phụ nữ nên làm như thế nào để không vướng phải đàn ông sở khanh? Gần đây tôi có đọc được một mẫu đoạn văn thu hút rất nhiều người tranh luận. Đoạn văn này là từ chủ tài khoản ngũ nhạc tản nhân. Nội dung như sau, tôi không thích nói về chuyện tình cảm. Cũng không thích dựa vào một mớ từ ngữ hỗn độn này. Nhưng thấy sau khi mọi người xem bài Weibo tôi xe, tôi cảm thấy có vài lời cần nói cho bạn nào quan tâm một chút. Đối với chúng tôi mà nói là người đàn ông trưởng thành từng trải, có điều kiện kinh tế cơ bản, trừ khi không muốn. Chứ thật lòng chẳng có gì mà không bao nuôi nổi cô gái bình thường có chút nhan sắc cả. Rủ lên giường cũng chẳng có gì khó bạn đừng nghi hoặc đây sự thật tất cả mưu mô cách thức tiếp cận bạn cũng đã chuẩn bị xong từ lâu và chúng tôi sớm đã thông thạo đến trình độ trở thành bản năng tự nhiên rồi nhưng là một người phụ nữ bạn cần phải hiểu rõ đàn ông chúng tôi thích bạn không phải vì bạn ngốc nghếch biết làm nũng mà những tố chất chúng tôi tìm kiếm ở một người phụ nữ dựa theo một trình tự như sau thông minh biết điều độc lập thân hình và nhân sắc nếu chỉ có hai thứ cuối trong danh sách này bạn chỉ là đồ trang trí có giá trị mà thôi đàn ông chúng tôi sẽ trả tiền hàng nhưng sẽ không để chuyện này có kết quả gì đâu vì sao ư rất đơn giản thôi nếu không có iq eq thì sao duy trì được cuộc sống đây tôi bận bù đầu với việc công ty bạn nói muốn tôi cùng đi dạo phố tôi đang vào mạch đọc sách bạn nói tôi không trả lời tin nhắn bạn ngay lập tức nói thẳng ra ngoài giá trị làm đồ trang trí và giá trị trên giường ra những thứ khác của bạn đều là phiền phức lời này có phải rất gia trưởng rất vô tình không sai đây chính là thế giới của người đàn ông trưởng thành không phải vì có nhiều cám dỗ mà là vốn dĩ cuộc sống khiến đàn ông chúng tôi buộc phải làm như vậy hoặc là cuộc sống yêu cầu chúng tôi phải đi tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân phải để tâm hơn nữa chúng tôi có những danh giới không được đụng vào có thể những giới hạn này khá thấp nhưng luôn luôn tồn tại. Nếu như đụng phải thì giống như chạm vào đường dây cao thế, lập tức đứt đoạn. Càng lớn tuổi, có nhiều sự việc suy nghĩ trở nên thông thoáng và có những sự việc suy nghĩ rất cố chấp. Hai loại suy nghĩ như vậy đều đi theo hai thái cực khác biệt. Nếu như một người đàn ông bằng lòng làm những chuyện mình không muốn làm, như lên Weibo tôi đây, về cơ bản, nếu như chưa từng ngủ với bạn thì cũng là chưa chán ngủ với bạn, chứ không phải anh ta yêu bạn nhiều đâu. Những cô gái hiểu được điểm này sẽ để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, không cần người đàn ông như thế này. Nhưng mà nếu sau cùng có người đàn ông mạnh mẽ và bằng lòng vì cô ấy làm những chuyện như vậy, thực ra cô ấy cũng chẳng cần. Đây chính là cuộc sống, những thứ bạn muốn bạn sẽ không nhận được đâu. Còn những thứ bạn không cần lại bất ngờ tới tay bạn. Đạo trời thì bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Đạo người bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư, lão tử. Tôi đem đoạn status này đăng trong vòng bạn bè hỏi mọi người xem thế nào. Bình luận lập tức phát nổ. Đương đương thì khỏi gõ chữ luôn, liền trực tiếp gửi cho tôi tin nhắn âm thanh nói, về sao, trưởng, thằng cha nào thế này. Lấy tự tin từ đâu ra thế? Hắn nên viết thêm một đoạn bổ sung cuối bài. Tôi là thằng đàn ông trưởng thành từng trải có chút tiền. Tôi có thể qua đêm với bất kỳ cô ả nào không có não, ham mê hư vinh lại không có phẩm vị. Không đúng, không cần phải như vậy yêu cầu của nhiều cô gái là có rất nhiều rất nhiều tiền người có ít tiền cũng đầy ra đấy thế anh đã đã ngủ với người nào trong sống những người phụ nữ tự thân phấn đấu có tiền lại có phẩm vị có năng lực chưa cho tôi xem cái nonu nói các em gái xem xem anh đây đặt ngoại hình hàng đầu có chút trải đời lẫn chút tiền còn đẹp trai nữa không đẹp trai thì nói được gì đọc qua đã thấy phản cảm rồi cậu biết là dù có mưu mô sở khanh như nào đều vô dụng không có cảm giác chính là không có cảm giác lời nói hắn đã đúng là xem thường phụ nữ bây giờ rồi hắn ta thực sự cho rằng kéo được em gái nào lên giường là đã thành công rồi á có nhiều em gái chẳng qua cũng tìm mấy anh trai này bỡn cờ chơi đùa thôi lấy tiền của mấy anh trai này sau đó đi tìm mấy em tiểu thịt tươi vui đùa rồi nờ nói có người phụ nữ mà ngay cả hoàng đế cổ đại cũng không nắm được tim nàng huống chi người đàn ông này có chút tiền có chút từng trải này tính sao trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, tôi chợt nhỡ đến một người. Anh ta cũng từng trải qua chuyện tương tự như thế này. Gọi anh ấy là Y nhé. Y từng mạnh miệng nói với tôi, anh ta có thể tán đổ bất kỳ người phụ nữ nào trong vòng 3 tháng. Y cũng không phải là người đàn ông từng trải. Lúc đó Y mới du học từ nước ngoài trở về, hơn 30 tuổi, dáng dấp cũng khá ổn. Tài sản trong nhà lên đến hàng tỷ trở thành hàng ngũ tư bản rồi. Có học vấn, có thân phận, có tướng mạo, Người đàn ông như thế này tất nhiên không thiếu phụ nữ giòm ngó rồi. Khi đó tôi quen anh ta là do một người bạn kéo tôi đi hát cùng, có không ít nam thành nữ tú tham gia. Lúc đó chúng tôi đều chưa kết hôn. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y, ấn tượng của tôi với y không tệ, anh ta ngồi vị trí chính giữa hàng ghế. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ánh mắt sạch sẽ trong suốt. Ngồi hai bên tay trái phải là đều là các cô gái, có thể thấy được những cô gái đó đều hứng thú với anh chàng này, đều rất ân cần niềm nở. Sau khi ca hát xong, y rủ mọi người đi ba ngồi một chút. Nói thực, lúc đó tôi cũng chưa từng đi ba các thứ đó bao giờ. Vì xuất thân từ thị trấn nhỏ, tính cách khá bảo thủ. Những người xung quanh thì không chỉ một lần rót vào tai tôi, ba bùng không phải là nơi một cô gái tốt lui tới. Vì vậy, dù cho trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng tôi vẫn từ chối. Sau đó, những người tổ chức buổi gặp mặt hôm đó lập group quy quy. Y thêm tôi vào nhóm, hỏi tôi vì sao không đi ba, tôi đáp như trên. Y nói giờ là thời đại nào rồi, đi có ba thì có làm sao. Tôi nói chẳng sao cả, người nào thích đi thì đi, người nào không muốn đi thì không đi thôi, ai cũng không có quyền chỉ trích ai cả. Anh ta nói anh ta không thích những người phụ nữ thích giả vờ. Tôi nói tôi cũng không thích người đàn ông tự cho mình là đúng sau này anh ta có ngắm trúng một cô gái tự tin nói trong ba tháng sẽ tán đủ cô này tôi nói trong ba tháng anh chưa chắc tán được cô gái ấy đâu lúc đó cô gái ấy đã có người mình thích nhưng chưa dám tỏ tình anh ấy thấy tôi chắc như đinh đóng cột trong lòng không phục muốn dùng hết sức theo đuổi cô gái kia còn đánh cực với tôi nữa ba tháng đó anh ta dùng hết sức bày hết mưu kế đập vào nhiều tiền rất nhiều tiền nhưng cô gái vẫn không liếc mắt nhìn anh ta một cái sau này khi thấy cô gái ấy cùng với một người đàn ông nhan sắc học lực tiền tài đều không bằng anh ta yêu đương với nhau anh ta càng cảm thấy thất vọng cảm thấy cô gái kia không theo lẽ thông thường nhưng tôi thực sự rất rõ ràng cô gái ấy suy nghĩ như vậy là bình thường yêu một người điều kiện bên ngoài có thể bỏ qua dù cho người cô gái kia yêu không đẹp trai không giàu có nhưng anh người yêu đã đem hết tình yêu mình có cho cô gái kia. Vì muốn nỗ lực để xứng với cô gái, anh chàng cố gắng hết sức mình để có thể cùng cô gái đứng trên bậc cao. Những điều này, y không hiểu được. Sau đó y hỏi tôi vì sao lúc đó tôi lại không thích anh ta. Vì người con gái nào gả cho anh ta cũng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tôi nói tôi thích người đàn ông khiêm hạ, tử tốn, như đứng trong gió xuân ấm áp anh ấy dù trong tay nắm quyền nhưng nhất định phải hiểu được cuộc sống bình đẳng có giàu nhất nhì đất nước thì cũng phải có tâm cung kính nếu như người phụ nữ chỉ tìm người đàn ông chơi qua đường cô ấy tự nhiên sẽ chọn người đàn ông có hai đặc điểm trên nhưng nếu như yêu một người đàn ông thứ cô ấy yêu chính là tấm lòng chân thành và linh hồn của người đàn ông anh ấy nói tôi rốt cuộc cũng biết vì sao ba tháng qua tôi không theo đuổi được cô ấy tôi đã đem tình cảm như một trò chơi còn cô ấy là một cô gái tốt tiền bạc và những trò tán tỉnh của tôi đều không có tác dụng với cô ấy tấm lòng chân thành mới là thứ cô ấy cần tôi nói đúng như thế cô gái chỉ nhìn chằm chằm vào tiền bạc của anh anh có thể đưa cô ấy rất nhiều tiền là được rồi nhưng thứ mà nhiều cô gái đều muốn là một tấm chân tình thật ý của người yêu là một người đàn ông khiến cho cô ấy cảm thấy an tâm đây là lý do tại sao có nhiều cô gái thả cùng với người đàn ông nghèo khó của mình phấn đấu cũng không để mắt tới người có tiền. Có nhiều cô gái sẽ nói tiền là trên hết, nhưng càng có nhiều cô gái hơn cho rằng quan trọng là chân thành. Anh ấy phấn khởi hỏi tôi, "Thế khi anh ấy vừa có tiền vừa có chân tình thì sao?" Tôi cười đáp, "Thế thì anh có ưu thế vượt trội hơn người khác rồi." Sau này, anh có dẫn theo vợ mới kết hôn về nước hẹn tôi cùng ăn cơm. Trong bữa ăn vợ anh ấy chủ động nói đến cuộc hội thoại trước đây, cười nói với tôi chị quả thực đã cứu vớt một người đàn ông sở khanh tôi nói là tôi đã đả kích những người đàn ông sở khanh sau đó đánh bừa mà chúng đúng ai người đó nhột thôi ba người cùng cười cùng ly trong vòng bạn bè vẫn đang sôi nổi bàn tán đoạn văn kia theo như tôi thấy đoạn văn kia có chút thiên vị một là tự cho mình như vậy là đúng hay là bộc lộ ra suy nghĩ dung tục của mình nhưng cũng có ý kiến nhắc nhiều phụ nữ nếu như bạn không độc lập không nỗ lực, không có đầu óc, bạn sẽ càng để mình rơi vào bẫy của mấy chàng thợ săn, trở thành đồ chơi cho người ta. Bạn nhất định phải khiến bản thân trở thành một cô gái có phẩm vị, có suy nghĩ, biết nhìn xa trông rộng mới có thể thấy rõ quỷ kế của đàn ông. Mới phân định được tình nào là thật, ý nào là giả, mà chọn đúng người yêu chiều bạn chân thành đối đãi với bạn. Cũng muốn nhắc nhở chị em rằng, bạn có thể mê tiền, nhưng hãy tự sức mình mà nỗ lực kiếm. Nếu không, cái suy nghĩ không làm mà muốn có ăn này, ắt sẽ có người bắt chúng điểm này. Sẽ mua đứt lòng ham hư vinh và lười biếng của bạn mà thôi. Tôi rất yêu tiền, nhưng càng muốn thông qua nỗ lực của bản thân mà gặt hái được, chuyên tâm, chăm chỉ kiếm tiền. Người khác giúp bạn là vì tình cảm, không giúp bạn là bổn phận. Một, có một lần, tôi đi Vân Nam chọn phỉ thúy, hẹn bạn gặp nhau ở Côn Minh. Lúc lên máy bay, Tôi muốn nhấc đồ lên khoang đựng hành lý phía trên. Do không cao, tay yếu nên nâng đồ khá mất sức, sau đó đột nhiên cảm thấy nhẹ tay hơn. Tôi quay đầu lại thấy có cô gái đang giúp tôi đẩy đồ lên trên, hành lý thuận lợi trượt vào bên trong. Tôi cười cảm ơn cô ấy, cô ấy cũng cười đáp lại tôi. Cô gái ấy ngồi vị trí ngay bên tay phải tôi. Cô ấy nghĩ tôi mới hơn 20 tuổi, tôi cũng nghĩ cô ấy mới tốt nghiệp đại học không lâu. Hỏi ra mới biết là cả hai đã hơn 30 tuổi rồi, thế là vui vẻ hào hứng nói chuyện. Cô ấy hỏi cậu đi một mình sao? Tôi đáp mình hẹn bạn gặp nhau ở Côn Minh rồi đi thụy lệ chọn phỉ thúy, còn cậu thì sao? Cô ấy ngó quanh khoang máy bay, rồi thở một hơi dài nói với tôi, ở nhà bí bách quá, nên mình muốn một mình ra ngoài cho thư thái có thể vì tôi là người lạ mới quen, nên cô ấy không do dự mà mở lòng kể chuyện của mình cho tôi nghe. Hai Cô gái ấy là người Hàng Châu, chồng là người Cù Châu, chức Giang làm việc tại Hàng Châu. Thu nhập cũng kha khá nhưng cũng không đủ tiền mua nhà ở Hàng Châu. Lúc hai người kết hôn không có nhà, bố mẹ lại không muốn cô con gái của mình phải chịu khổ. Liền mua hẳn cho cô một căn hộ ở Hàng Châu, bữa tối về bên nhà vợ ăn cơm. Cuộc sống cũng không có áp lực gì cả. Hai năm trước cô ấy sinh con, cuộc sống bắt đầu có những thay đổi lớn bởi vì phải chăm sóc con cái, cô ấy chuyển qua làm công việc thời gian linh hoạt tự do hơn nhưng tiền lương giảm một nửa. Chi phí nuôi con rất lớn. Một lần nữa cô ấy cảm ấy bị gánh nặng kinh tế đè nặng. Bố mẹ sót con đảm đương một phần lớn trách nhiệm chăm sóc cháu ngoại hộ con. Cô ấy khó chịu nói với tôi nếu như không có bố mẹ mình, mình thực sự không dám nghĩ tới giờ mình ra sao nữa. Bố mẹ mình cũng già rồi, mình thấy vậy rất đau lòng lòng tôi chịu nặng bố mẹ nào chẳng xót thương con cái. Chỉ cần cậu hạnh phúc chính là tâm nguyện lớn nhất của bọn họ rồi. Cô ấy đột nhiên tức giận nói, cậu nói đúng. Nhưng mà tại sao mẹ chồng mình chẳng quan tâm cái gì cả? Cái gì cũng tới tay nhà mình, mua nhà cũng bố mẹ mình làm, chăm cháu cũng bố mẹ mình lo. Nuôi một đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm thực sự vô cùng mệt mỏi. Ba, tôi ngạc nhiên hỏi, vậy là cậu hy vọng mẹ chồng qua ở cùng với nhà cậu và chăm cháu cho hay sao? Cô ấy ngượng ngùng nói: "Ý mình không phải như thế này, mình cũng không muốn sống cùng mẹ chồng nhưng bà phải chi tiền chứ. Mẹ chồng của đồng nghiệp mình đều làm như vậy cả mà, như là đưa cho con mình, con dâu một ít tiền hoặc chi tiền cho gia đình con mình thuê người giúp việc. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ chồng cậu có điều kiện kinh tế phải không? Nếu có, mình nghĩ họ chắc cũng chi tiền cho thôi cô ấy nặng lời không có, nhà họ rất nghèo." Lúc mình cưới họ cũng chẳng chi bất kỳ đồng nào cả vì trước đó cô ấy cũng giúp tôi đỡ hành lý nên tôi cũng nhiệt tình muốn gỡ rối cho cô ấy. Nếu như bây giờ mẹ chồng cậu có tiền quyết không cho cậu, cậu bực trong lòng cũng dễ hiểu. Nhưng giờ họ không có tiền, muốn họ chi cũng chi không nổi, cậu bực mình cũng tốn công vô ích mà. Cô ấy hỏi ngược lại tôi, mẹ chồng cậu có cho cậu tiền không? Nếu như mọi người xung quanh đều nhận được sự giúp đỡ của mẹ cậu, cậu có bực mình không? 4 tôi thẳng thắn nói mẹ chồng mình không cho mình tiền nếu như theo tâm trạng của cậu có khi mình tức chết rồi ấy mẹ chồng không có tiền cho cậu nhưng cậu khăng khăng muốn có nhưng trong lòng cậu biết rõ họ không có tiền nên chỉ buồn bực chút rồi hết mà mẹ chồng mình có tiền nhưng lại không đưa mình hơn nữa bố chồng mình còn thường xuyên ra nước ngoài chơi mẹ chồng còn thường xuyên đi nhà hàng ăn uống tụ tập bạn bè cậu nói xem có phải mình càng nên tức giận hay không cô ấy ngạc nhiên hỏi thế cậu không tức giận à tôi thấy kỳ lạ bèn đáp tiền của bố mẹ là tiền của bố mẹ sao mình lại phải tức giận chứ chỉ cần bố mẹ vui vẻ mạnh khỏe chính là phúc khí lớn nhất với mình cô ấy ngạc nhiên hỏi ôi chao suy nghĩ và tâm thái của cậu thực sự rất tuyệt giờ còn mấy người con dâu hiếu thuận như cậu đâu chứ cậu thật vĩ đại những lời hoa mỹ này quả thực tôi không dám nhận thực ra mình không vĩ đại chút nào cậu nghĩ thử xem nếu như mẹ chồng tớ không có ngày nào tâm tình tốt, khó tránh khỏi việc tìm tớ gây sự. Bọn họ tâm thái tốt, mình cũng vui không phải sao. Nếu như mình khăng khăng muốn họ tới chăm sóc chúng mình, khiến họ mệt sinh bệnh không phải tới tay bọn mình chăm sóc sao. Bây giờ chỉ cần bố mẹ bình an mạnh khỏe, bọn mình mới có thể an tâm làm việc của mình có đúng không? Cô ấy trầm mặc nói, cậu nói có chút đạo lý đó, nhưng chồng mình cũng khiến mình tức điên lên nên tớ mới một mình chạy ra đây. Mình muốn anh ấy qua nói với bố mẹ đưa chút tiền nhưng không những anh ấy không làm theo. Con chỉ trích mình thiếu suy nghĩ, ăn bám bố mẹ. Tôi cười đáp, thực ra cậu có phát hiện ra không? Lời của anh ấy là lời thật lòng đó, chỉ là lời cậu không muốn nghe mà thôi. Cậu nên vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ cậu hy vọng bản thân gả cho một anh chồng không có khi phách chỉ biết ăn bám bố mẹ hay sao? Anh ấy hiện tại cũng hơn 30 rồi. Thu nhập cũng ổn định chứng tỏ anh ấy là một người có năng lực. Cậu nên cảm ơn mẹ chồng của cậu, ít nhất thì họ cũng giáo dục chồng cậu thành người đàn ông có trí khí, có năng lực. Nếu không đến khi hai người chẳng có gì để sống, đấy mới là bi kịch lớn nhất. Cô ấy cúi đầu trầm mặc, tôi biết là cô ấy đang bắt đầu suy nghĩ. Qua một lúc, cô ấy do dự hỏi tôi, "Vậy cậu thấy mình sai rồi sao?" Tôi cười lắc đầu, thực ra chuyện này chẳng có gì là đúng hay sai cả mấu chốt nằm ở suy nghĩ của cậu. Mình hỏi cậu một câu nhé, cậu có con trai, cậu cũng biết là nuôi con rất khó khăn. Cậu nuôi con lớn cũng chẳng dễ dàng gì, sau đó con cậu có gia đình nhỏ của riêng nó, cậu cũng muốn nghỉ nuôi rồi. Vậy mà con dâu cậu lại yêu cầu cậu tiếp tục nuôi cháu cho con nó. Nếu như cậu không nuôi hoặc là không có năng lực để nuôi, con dâu cậu sẽ có thành kiến rất lớn với cậu, cậu sẽ có cảm giác gì? Cô ấy bật thốt dựa vào cái gì chứ sau đó cô ấy cười ngại ngùng đây chắc là giống với động thái của mình cậu nói xem mình có phải quá đáng lắm không năm Tôi tin rằng cô ấy là một cô gái tâm lành tính thiện có thể nhờ một người không quen biết giúp đỡ mình cũng có thể trao cho tôi nụ cười tôi thân thiện cô ấy chỉ là thấy chị em xung quanh nhận được nhiều sự giúp đỡ mà bản thân không có nhất thời trong lòng không cân bằng cảm xúc được mà thôi tôi khuyên cô ấy hãy nhìn đời bằng một tâm thái khác đi dù cho lăng kính này có thể không thay đổi được hiện trạng cuộc sống của cậu nhưng mối quan hệ của cậu với chồng và mẹ chồng sẽ tốt hơn trước kia cậu nghĩ thử xem có những cặp vợ chồng theo định kỳ phải gửi phí sinh hoạt cho bố mẹ chồng thậm chí có cặp bố mẹ sinh bệnh mà phải chăm lo ít nhất thì mẹ chồng cậu có thể tự chăm sóc mình mình không nói là phải so sánh với những người sống không bằng mình nhưng nếu nghĩ như vậy thì trong lòng sẽ cân bằng lại rất nhiều Cô ấy dường như hạ quyết tâm điều gì đấy nói với tôi rằng Mình vô dĩ muốn một mình tới Vân Nam để giải tỏa bí bách trong lòng Không ngờ có thể gặp được cậu Cùng cậu nói chuyện như cảm giác lòng mình được gạn đục khơi trong Mình sẽ thử làm theo lời cậu nói vậy Trước khi xuống máy bay Cô ấy hỏi tôi có thể xin WeChat hay không Sau này lúc bế tắc có thể tìm tôi nói chuyện Tôi nghĩ một lát Rồi thêm cô ấy vào danh sách bạn bè Ở lối ra Chúng tôi mỗi người một đường khi đã đi rất xa rồi, cô ấy ngoảnh đầu nói lời cảm ơn. Tôi mỉm cười vẫy vẫy tay nói, chúc cậu hạnh phúc. 6. Một tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy, hiện giờ mình đang sống rất tốt. Sau khi về liền nói chuyện thẳng thắn thật lòng những điều trong lòng mình với chồng. Dù chồng mình vẫn không giúp mình được gì nhiều, nhưng chồng càng ngày càng đối xử tốt với mình hơn. Cảm ơn cậu, cậu đúng là quý nhân của tớ. Tôi đáp. Thay đổi tâm thái sẽ có được một cuộc sống khác. Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc. Tết dương lịch là ngày em kết hôn. Nhưng giờ em rất muốn trốn chạy. Chọn bạn đời. Nhất định phải lưu ý tới bốn điều sau khuya hôm qua. Một em gái một trên một tới đây sẽ kết hôn có gửi mail cho tôi. Cô ấy nhắn như này. Chị vãn tình. Còn hơn tháng nữa là em sắp kết hôn rồi. Vốn dĩ là chuyện đáng để vui mừng mới đúng. Nhưng càng gần ngày cưới... Lòng em càng ngày càng nặng nề, thậm chí muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này. Em có nói chuyện với mọi người xung quanh, bọn họ đều nói là em đang bị khủng hoảng trước hôn nhân thôi, cũng có thể là như vậy, nhưng thực sự em không biết phải nên làm như thế nào, chỉ có thể giải bày với chị. Em với bạn trai yêu nhau đã 3 năm rồi, tình cảm vẫn tốt, năm nay tuổi cũng không còn nhỏ, nên kết hôn rồi. Lúc đó em cũng không phản đối cho rằng yêu nhau đến một lúc nào đó thì kết hôn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Vậy là ngày cưới được định sẵn là ngày mừng năm mới. Sau đó cả hai bắt tay vào quá trình chuẩn bị hôn lễ, cũng là từ đó trở đi, dần dần em cũng nhận ra được thực tế phũ phàng. Bên nhà trai điều kiện cũng không quá tốt, trước em cũng không để ý quá nhiều, đúng hơn là em không có suy nghĩ qua vấn đề hoàn cảnh nhà anh ấy. Nhưng trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, em không thể không đối mặt với hiện thực. Mỗi một cô gái đều mơ có được một hôn lễ lãng mạn ngọt ngào, em cũng vậy. Em cũng đi tới nhiều bên tổ chức đám cưới, anh người yêu làm khó em. Nói là những thứ này chỉ có tiếng không có miếng, đẹp mã mà không có giá trị sử dụng. Tới lúc cưới thì mời trong đám bạn bè của mình ai biết ăn nói có duyên một chút tới làm chủ trì hôn lễ là được rồi. Em thích khăn voan dài thức tha mà thuê thì tốn 2.000 tệ, ngã 7 triệu 2 Việt Nam đồng. Bạn trai cuống cuồng nói cưới cũng chỉ có một ngày không cần thiết phải thuê khăn voan cô dâu quá đắt đâu. Loại bình thường là được rồi, ngày tháng về sau với nhau mới quan trọng. Em muốn có một căn nhà thuộc về hai đứa, to nhỏ không quan trọng. Chỉ cần có không gian riêng cho hai người là được rồi. Nhưng bạn trai nói trong nhà không có tiền, tiền đặt cọc cũng không gom đủ. Trước hai đứa cứ ở cùng bố mẹ, sau có tiền rồi thì mua. Em muốn có một chiếc nhẫn kim cương. Hơn 7.000 tệ, ngã 25 triệu 2 Việt Nam đồng. Bạn trai nói với em một cách khó khăn rằng trước mua chiếc nhẫn vàng cơ bản nhé, đợi sau có tiền rồi mua. Vì vậy mà cả quá trình chuẩn bị hôn lễ, em càng ngày càng cảm thấy chán nản, chẳng vui vẻ chút nào. Tháng trước, ba chồng tương lai đột nhiên bị bệnh phải vào viện, chớp mắt tiêu hết 20 vạn, ngã 720 triệu Việt Nam đồng. Phải chi vào hết cả tiền tiết kiệm tích lũy nhỏ nhói đó, còn nợ thêm không ít, chuyện cưới xin càng trở nên áp lực. Những khoản nợ này sau đều do bọn em gánh vác. Việc hồi phục sau khi ra viện cũng phải chi tiêu không ít. Trong nhà có người bệnh, sức lực vật lực đều là một gánh nặng rất lớn. Vì vậy, em càng nghĩ càng không muốn kết hôn nữa. Nhưng ngày cưới đã được định rồi. Lúc này quyết định không kết hôn nữa, thể diện hai bên đều không tốt, hơn nữa còn ba năm tình cảm với nhau. Nhưng một khi nghĩ tới những ngày tháng sau khi kết hôn, em cảm thấy khó thở. Không thấy tia hy vọng không biết phải làm sao mới được. Tôi nói, em gái, em hay theo tiếng nói nội tâm của mình mà ra quyết định, hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Nếu như cô gái ấy là người quen theo ánh mắt của người khác mà sống, thì cô ấy rất có khả năng sẽ vì ngần ngại mà chấp nhận, chứ không can tâm tình nguyện bước vào cuộc hôn nhân này. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là cô ấy sẽ lựa chọn rời bỏ. Đứng trên cương vị người phụ nữ, tôi cũng hy vọng em ấy buông tay. Nhà bạn trai nghèo không phải lỗi của anh ta người già bệnh tật cũng không phải lỗi của nhà anh ấy chỉ là nhà anh ấy không may mắn nhưng một người con gái như hoa như ngọc cô ấy bước vào gia đình như vậy cuộc đời của cô ấy sẽ bị kéo lại phía sau sẽ bị tiêu hao rất nhiều đây chỉ là dựa trên giả thuyết dự đoán đối phương là người tử tế khá ổn ví dụ như tính cách đối phương còn tồi tệ hơn thì cơ bản đời này sẽ dở rồi ngoại trừ người yêu bạn yêu bạn đến tận cốt tủy vì đối phương có thể nhảy vào biển lửa nếu không không cần thiết phải nhắm mắt đưa chân kể cả khi người yêu bạn nói bạn ích kỷ tư lợi thời gian này tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm về vấn đề chọn người bạn đời như thế nào nên liền dứt khoát viết một bài tử tế cho mọi người những lời dưới đây có thể pha chút hiện thực có thể điểm chút tàn khốc các bạn thấy có lý ý thì xem thử cảm thấy không ý với mình thì xem như chúng ta quan điểm không giống nhau vậy thôi nhé một đừng bao giờ gả cho gia đình có trách nhiệm quá nặng nề. Bởi vì thực tế rất tàn khốc, dù cho tình cảm chúng ta có sâu đậm đến đâu, thì những tình cảm này dưới áp lực của cuộc sống đều rất nhanh liền bị mài mòn. Chỉ còn lại là tranh cãi và chỉ trích liên miên. Bạn nên biết rằng trong cuộc sống khốn cùng này, không có mấy người có thể bảo toàn sự lạc quan, cởi mở, hào phóng, mà phần lớn là động chút vào liền phát hỏa. Đặc biệt là với phụ nữ, phụ nữ tính tình tốt, tâm thái tốt đều cần tình yêu và cảm giác đủ đầy về vật chất. Tinh thần không thiếu tình yêu, cuộc sống không thiếu vật chất, phụ nữ mới có thể bảo toàn tâm thái bình hòa. Cũng có kiểu dù cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng vợ chồng an ổn vui vẻ sống trong khó khăn. Thực sự cũng có đấy, nhưng có bao nhiêu đôi được như vậy? Vợ chồng nghèo trăm chuyện buồn thương, câu nói này cũng là từ kinh nghiệm vô số người tổng kết mà ra hai mối quan hệ trong gia đình quá phức tạp ngàn vạn lần đừng gả qua vài hôm trước tôi có đọc qua một đoạn văn một anh chàng mama boy con trai cưng của mẹ dẫn bạn gái ra mắt mọi người thấy nhà người yêu người ra đều tụ tập một bên tư tưởng cố chấp cổ hủ trọng nam khinh nữ cả đoàn người lộn lộ xộn cô gái liền bị dọa sợ chạy mất cô gái không ngừng đề nghị chia tay anh chàng chất vấn có phải cô gái ghét bỏ nhà anh nhiều người già lớn tuổi hay không cô ấy nói không rằng co nhiều nữa chỉ kiên quyết muốn rời bỏ không bao lâu sau có cô gái khác được gả cho anh chàng này từ đó trải qua cuộc sống gả bay chó sủa vừa mới mang thai đã bị kéo đi siêu âm là bé gái liền bị người nhà anh ta một mực bắt cô phá thai đi dù cho đứa trẻ sắp ra đời rồi tất cả mọi người đều cấu kết với nhau ép cô phải phá thai mọi bình luận đều khen cô bạn gái cũ dứt khoát nhanh nhẹn chia tay bạn trai kia để mình thoát khỏi vũng buồn ấy. Lại tiếc thương cho cô gái ngốc nghếch kia, tính tình tốt. Bao dung rộng lượng cuối cùng lại bị cả nhà anh ta chỉ trích. Ba Đàn ông tính cách quá yếu đuối, đặc biệt là người không quyết đoán, thiếu dứt khoát về mọi việc, đừng có gả. Một người đàn ông nếu như không quyết đoán, lại làm việc ất ơ thì đúng là tai vạ của phụ nữ. Đầu tiên, người đàn ông như thế này sẽ chẳng có tiền đồ gì cả lại thêm tính thiếu dứt khoát thì trên phương diện nghề nghiệp chắc chắn sẽ không có nhiều thành tựu không thể cho người phụ nữ những ngày tháng tốt đẹp tiếp đến anh ta sẽ để bạn phải nhận nhục phải nhẫn nhịn vô số uất ức mẹ anh ta làm chuyện gì quá đáng anh ta sẽ không đứng ra đỡ thay bạn anh ấy sẽ chỉ nói bà ấy là mẹ anh em đừng có tính toán với bà ấy bà ấy là mẹ anh anh chẳng có cách nào bà là mẹ anh em nhẫn nhịn một chút được không Bà là mẹ anh, đời này bà sống không dễ dàng gì. Nếu gặp những người đàn ông như thế này, bạn chỉ cần nói với anh ta, anh nói không sai, bà là mẹ anh. Anh không phải tính toán với bà, anh không có cách nào. Anh nhẫn nhịn chút nên mới khiến cuộc đời bà khổ sở, anh không đáng sống. Sau đó, hãy mau chóng chạy ngay đi làm làm từ đầu. Bạn nên nhớ rằng, người đàn ông như vậy còn đáng sợ hơn địa ngục. 4 môn đăng hộ đối là chân lý cách nhìn của tôi về môn đăng hộ đối là đừng có gả cao. Có thể gả cho người điều kiện tốt hơn bạn một chút, nhưng cũng không nên tranh lệch nhiều. Trừ khi bạn có năng lực mạnh mẽ, kiến thức chắc tuyệt thì hoàn toàn có thể dùng thực lực và trí tuệ của bản thân để mở được cánh cửa hào môn tới đẳng cấp khác. Nhưng bạn cũng đừng gả tới cửa dưới, yêu đương không có nhiều quy định cứng nhắc. Nhưng hôn nhân lại có nhiều ràng buộc, đó là hai nhà thông gia kết thân hai cách sống ra hòa trộn lẫn. Chỉ có hai bên gia đình môn đăng hộ đối thì về kiến thức thưởng thức. Thói quen, tầng lớp mới có thể sánh đôi hòa hợp. Trước khi kết hôn lúc cần chi tiền bảo lực, hai bên gia DNH mới có thể cờ chống tương đương. Những năm này, theo quan sát của tôi, càng là những gia đình môn đăng hộ đối, thì càng ít có sự vụ gì xảy ra và ít tranh cãi, càng sống cùng nhà càng phù hợp. Dù sao thì thứ em có, anh cũng có, thứ anh không có, em cũng không có, mối quan hệ ngược lại rất đơn giản, thuần khiết. Trước đây, tôi là người cho rằng yêu là trên hết, cho rằng môn đăng hộ đối, hoàn cảnh gia đình đều không quan trọng, chỉ cần có tình cảm, ăn uống, ăn mặc đầy đủ là được. Nhưng những năm này đã gặp qua rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện về hôn nhân. Biết bao cặp đôi từng say đắm ngây ngất trong tình yêu chỉ vì lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hôn nhân mà trợn mắt lườm huyết đối phương. Có bao nhiêu cặp đôi đã trải qua nghìn tai ương cũng muốn được ở bên nhau. Nhưng trong cuộc hôn nhân trùng trùng mâu thuẫn, hối hận vì quyết định ban đầu, có bao nhiêu cặp đôi đã từng ngưỡng mộ nhau. Tin chắc rằng người ấy là người tuyệt vời nhất trên đời nhưng cuối cùng lại chỉ muốn chọc mù mắt mình. Có rất nhiều lúc tình cảm không đấu lại được gia cảnh, không thắng được nổi năm tháng càng không tránh được hao mòn đặc biệt là khi bạn không tạo điều kiện sinh tồn bắt buộc cho tình cảm của mình